Rồi, xin chào anh em nhá. Sau cái quãng đường di chuyển từ Lai Châu sang và từ Than Uyên sang thì cuối cùng mình có mặt tại nhà hàng anh Hải vào cái dịp những ngày đầu năm mới của 2023. Bây giờ thì mình đi đưa các bạn đi GV một vòng nha các bạn nhé. Anh Hải thì hôm nay chắc cũng bạn đang tiếp khách trên kia rồi. Mình thì vừa mới sang rồi, ông không biết đâu. Nhưng mà đi sang đây thì gặp ngay anh Tuấn Trung Tá đấy các bạn này. Tuấn Tăng TV. Đấy. Thì đi ghé một vòng thôi. Hôm nọ đi sang đây nhưng mà chưa giới thiệu cho các bạn là về cái Nhất Chi Mai này, quả thuyền Nhất Chi Mai của anh Hải này. Đấy các bạn này, Sapa hôm nay thì không mù lắm mọi người ạ, đẹp trời luôn. Đấy, quả thuyền Nhất Chi Mai, ông chơi sớm để ăn Tết này. Ngoài ra hôm nay sang đây thì có cái biển ở đây nữa này, nhậu ở nhà hàng Sapa TV, có mùi ngon lắm. Chứ không phải 056-345-689 các bạn nha. Đấy, đây là con 24B2, biển mũ 6 luôn. Đó. Vui. Mai nếu mà có cơ hội là mình sẽ lấy con này mình đi mình dạo Sapa vòng. Bên này thì bánh hạt rẻ. Ở dưới này thì là sẽ là không gian trưng bày cái đặc sản nông sản đặc biệt là thịt trâu sấy của anh Hải các bạn nhỉ. Đây thì có cả hoa chuối nữa. Cái này chắc là anh mới đi đâu anh lấy về. Chuối rừng luôn. Ở dưới này thì sẽ là bày bán những cái sản phẩm về đặc sản như kiểu là thịt trâu sấy rồi là măng rồi là miến rồi là các thứ. Đây thì có một cái sản phẩm hộp mới của anh ấy để cho các bạn tặng quà Tết quặn nhá. Nhìn rất là sang luôn. Đây là lạp sườn rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ vào trang page đặc sản Sapa TV hoặc là qua mình các bạn nhá. Rồi thì mình sẽ đưa các bạn đi một vòng luôn. Đây. Thứ này thì ăn uống thì nó cũng đậm bạc cái này thôi các bạn ạ. Đây thì mâm lợn rượu bậc thang, thịt trâu sấy, sau tre các thứ. Ngoài ra thì có món gà này, gà đen đặc sản như này. Đẹp luôn. Đấy. Hôm nay này được gặp cả anh Tuấn Trung Tá đây nữa, anh Hải. Chào anh Tuấn nhá. Em biết rồi. Chào cả nhà. Hôm nay có gì vậy anh phải mời anh Tuấn lên Lai Châu. Okay, anh chơi Lai Châu chơi Nam Huỳnh nhá. Ok, nhất trí luôn. Có dịp nó rất là anh Hải được anh em. Dạ. Anh chơi Lai Châu. Đây em ạ. Hôm nay đi sang nhà hàng của anh Hải gặp anh Tuấn Trung Tá. Đây anh Tuấn, anh trai của anh. Dạ. Anh bỏ mũ cho đẹp trai. Vui 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 vui. Mày sang ở sáng rồi. Đấy. Hôm nay nhân dịp chúc mừng năm mới 2023 thì anh em mình vừa ở Than Uyên về xong. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Đây anh. Mong anh Tuấn sang Lai Châu để cái đấy thì anh nghĩ là việc đó thì anh nhờ chú đưa anh đi. Dạ. Ok nhá. Nhất trí thôi. Uy tín nhá. À, mời em ạ. À, mời các anh đi vô. Xong rồi. Anh sẽ về với Lai Châu và anh đồng ý bà con ở Lai Châu thì sẽ có những người bạn hàng của anh ở đấy, nhưng mà vấn đề ở chỗ là bây giờ anh muốn là em mình là cái người sẽ dẫn anh đi. Quá uy tín luôn. Đó. Vì không phải là chỉ riêng Huỳnh đâu mà còn có rất nhiều người đẹp ở đây. Em chúc mừng anh nha. Ok. Nhà cơ mở nhà Sapa TV xin gửi anh em Lai Châu về đặt chân Lai Châu một cái hộp cho số 4 là anh em mình sẽ đón đi anh em chưa biết rồi sau rồi mình có theo kiểu Lai Châu nhá 1 2 3 đó từ từ em hai
sao mà cái em xin lỗi cả nhà mà vì em không biết thổi nên là em cầm cái rau húng em thổi là em thua rồi. Thổi đưa vào môi đúng không? Thổi luôn. Vào môi đây. Anh thổi cái này. Thổi ạ. Thổi ạ. Ôi bạn ơi, đây là rau ngủ. Đúng rồi. Rau ngủ. Đang nghĩ rau ngủ. Cảm ơn. Thôi thua, anh đưa ra sau này anh thổi. Thổi đi chị. Đi. Thổi. Thôi thua. Thôi thổi, đã sao không? Chẳng gì, xin thổi. Về. Okay. Anh thử đi, xem. Anh thử đi. Ông là thổi không ra tiếng là hai chén. Có lệnh nữa không? Nhưng mà không, này, anh tầm này. À Bảo ơi, cái son nha, một lần thôi. Đây, đây đúng không ạ? Lá xà lách. Xà lách đúng không ạ? Không thổi được đúng không ạ? Đúng rồi. Theo tôi là không thổi được. Ok. Không thổi được, rót hai chén uống trước đi. Em rót trước hai chén đi. Nếu mà Apa uống đi. Bởi vì Apa không thể thổi nổi. Bảo ơi. Ôi. Đây. Đây. Uy tín nhá, hai chén nhá. Uy tín nhá, hai chén đây rồi. Nếu mà A Báo đuổi không lên tiếng thì Huỳnh sẽ uống hai chén này. Không ấy, A Báo đuổi lên tiếng Huỳnh uống hai chén này. 95%. Ba đi. Ok chơi. Ba đi A Báo. Cái lá này nó mềm nó. Anh ơi. Nếu như A Báo đuổi lên tiếng Huỳnh uống ba chén này. Mẹ ơi, bây giờ em. Ba. Ok. Rót ba em ơi, rót ba. 95%. Đây 95%. Chơi một chén nữa anh. Nếu A Báo đuổi ra tiếng. Anh em đang về. Nhưng mà anh mà lách được cái chơi được rồi. Này, ra tiền rồi. Cho thử. Nó sẽ không mất bằng. Cố lên. Xong rồi. Lại một nữa. Từ nha. Ra mà. Vất ra lá này không đổi luôn. Đúng rồi. Phải tìm lá mới được, tìm mặt bằng mà. Anh ơi, đáng rồi. Lại 6 chén kìa. Thôi chén ba. 3 chén. Được chưa? Wow. Hài lòng áp báo thế nhỉ. Hài lòng áp báo quá. Cố lên. Nhưng mà anh ạ, đến xà lách người ta còn thổi được thì không biết là đẳng cấp. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là báo đẳng cấp à. Ủa, áp báo à, áp báo chưa có vừa à. Áp báo đang tìm vừa à. Anh nghĩ là bây giờ là cái người gần bên cạnh em là đáng có. Áp báo à, toàn lấy lá này đi thổi gọi người tình à. Em mời đi. Được ạ. Nhá. Cái này khét đấy. Gọi tao có 5 giờ. Cầm lấy đây. Anh em ạ, đi với nhau suốt từ hành trình Than Uyên đến Sapa rồi. Đúng là
cảm ơn ông anh rất nhiều luôn. Hôm qua lại còn bị dụng của cam nữa, biết là buồn rồi. Thôi em sang em mời anh em mua bơm đi nhỉ? Em ơi, em mời anh một chén riêng à? Sang rồi em mời làm không? Một chén nữa. Đầu em nói rồi anh cứ bỏ ra. Bây giờ nha, bọn tôi đang kêu gọi nhà tài trợ cấy tóc về đẹp tôi lên châu. Anh em nào mà đủ cái khả năng cấy tóc được thì alo tôi Hải nha. Anh em muốn dịp qua Sapa thì nhớ ghé qua nhà anh Hải. Ở khu 19 Hoàng Văn Thụ. Cơ sở 2 thì là 442 Điện Biên Phủ anh nhỉ? Ok, chuẩn rồi. Thì ủng hộ ông anh mình. Sao lại tao phải sau đấy là ông Lê Hải Châu thì liên hệ mình các bạn nhá. Còn khả năng là anh em mình xin phép kết thúc mình ở đây. Ok, mình nhậu thoải mái. Nhưng mà bây giờ phải làm một em ơi anh ơi anh ơi em mô hình muốn làm phát đồng khởi em không? Muốn hư một cái nữa. Cảm ơn mà. Ừ, cảm ơn mình hư làm thôi chơi thôi không chết được đâu. Thế à em ơi áp báo với anh Linh à em ơi bây giờ hư thì này nhưng mà hư thì hư bắt đầu ơi bỏ lên kiểu gì. Đàn ông là phải làm sao? Mạnh mẽ. Rồi bây giờ nhá. Người nhá, uống nhau đúng không? Của anh cho luôn. Hư, nhưng mà hư thật to nhá. Uống sao hư? 25 ạ? Không, bây giờ mình ở Lào Cai, cứ 24-25 đi. 24-25. Anh em 24-25 ơi! Xin các bạn, mình kết thúc clip tại đây. Rồi. Nếu mà các bạn có gì đến Sapa thì các bạn